Hello, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với channel của mình. Và mình là Flan GM đây. Video ngày hôm nay sẽ là một bản BVZ2 ở quốc tế nha, 9.3.1. Và cái bản này chính là Customer Liver các bạn ạ. Rồi, thì đây, trước tiên cho các bạn xem qua tất cả các Flan của mình. Khi đã được mở khóa này, các bạn nhìn xem tất cả Mark Liver M200 nhé. Đấy, các bạn nhìn thấy gì chưa? Đây, tất cả Flan luôn. Và ở đây thì mình cũng đã chia sẻ cho tất cả các bạn các bản Flan Chila chui vào BVZ2 quốc tế các bạn nhé. Đấy, 9.3.1. Đấy, chia sẻ ở những video trước rồi. Đây, đấy, đấy. Đấy, các bạn nhìn thấy gì chưa? Có 40 mấy con Flan đây, bên Chila nữa. Và hôm nay mình sẽ vào mình review và test luôn cho các bạn cái ngày Customer Liver này nhá, 9.3.1. Rồi, ok, ngay vào luôn. Các bạn hãy theo dõi video. Đây, các bạn sẽ vào phần Adventure nhé, Customer Liver Adventure. Và ở đây thì các bạn sẽ kéo cho mình đến cái ngày đây. Ngày 8 của mod ở đây. Các bạn phải chép cái Customer Liver này vào cái ngày 8 của mod ở đây nhé. Thì cái các bạn nào mà chưa biết chép đấy thì mình cũng để link dưới phần mô tả video đấy, link hướng dẫn đấy. Thì các bạn phải các bạn không biết chép thì các bạn phải xem kỹ video, đừng bỏ qua bất cứ một chi tiết nào nhé, để có thể làm thành công. Ok, rồi thì các bạn nhìn thấy gì chưa? Ở đây có cái con Flan Zombie kỳ lân các bạn nhé. Đấy, Zombie múa lân đấy, mà mình cũng đã chia sẻ cho các bạn ở cái phiên bản trước 9.2.2 rồi. Các bạn cũng thấy được con Flan này rồi. Và ở đây có cả con Flan của ở bên Map Sky City này, BVZ2 China này các bạn này. Đấy, hay chưa? Đây cả Zombie của bên Small Thor này. Rồi, hay chưa? Rồi, bây giờ ngay và luôn chúng ta sẽ chọn Flan để chiến đấu với nó nha. Thì ở đây nó cho chúng ta một con Sunflower của bên China ở đây rồi, nó là Liver 1 các bạn ạ. Không biết là các Zombie có mạnh mẽ không. Mình cũng hy vọng là các Flan của chúng ta sẽ hạ được các Zombie đây. Rồi, nó có cả Zombie của bên China và Zombie của bên quốc tế. Chính vì thế mà mình cũng không thể đề phòng nhé, phải dùng sức mạnh của mọi con để chúng ta tiêu diệt nhé. Đây, chắc chắn nó sẽ mạnh nhé. Và có cả chậu cây cảnh này các bạn đây, chậu trồng cây này ở BVZ1 quốc tế các bạn nhé. Rồi, chúng ta sẽ chọn con này xem thế nào nhé. Đây, ok, let's go. Và các bạn hãy theo dõi xem cái video này có hấp dẫn không nhá. Rồi, chúng ta liệu chúng ta có thắng được các zombie đây không nhá. Ok, ok. Rồi, việc đầu tiên của các bạn phải trồng săn vào lao nhá. Ở đây thì cái săn này nó rất tốn các bạn ạ, 125 săn các bạn mới mua được nó nhá. Ui, zombie đã lên kìa các bạn này. Ui, tôi chết rồi. Mình phải dùng cái cây gai này thôi các bạn, chứ không thể nào mà cản được các bạn. Con này mạnh đấy, như cỗ máy của bên Faviture các bạn. Liệu cây Iquick của chúng ta có tiêu diệt được nó không? Ui, nó đi qua kìa các bạn ơi. Ui, tôi hỏng rồi. Cho nó tiếp tục phát nữa xem nào. Xem mà liệu mày có đi được không. Zombie mỗi lần đã lên rồi các bạn ơi. Rồi, mình sẽ cho cái con đuôi mèo này nó liệu nó có giết được không. Ui, con này nó khỏe lắm các bạn ơi. Nó khỏe lắm. Thôi hỏng rồi. Lại có zombie mỗi lần nữa các bạn ơi. Đây, cho cây Iwick ở đây. Vì những cây kia chúng ta chưa thể nào mà mua được các bạn ạ. Chưa thể nào mà mua được. Ui, không ăn thua các bạn nha. Cái con Flan cỗ máy IMB kia nó khỏe lắm các bạn ạ. Chúng ta không thể tiêu diệt được các bạn ạ. Ui, zombie mua lần cũng trâu kìa các bạn ơi. Ui, may mà có cái Iwick không thì chúng ta khó mà thắng được các bạn nhé. Khó mà thắng được đấy. Rồi. Nó lên cũng khá đông rồi các bạn ạ. Cây Iwick của chúng ta level 10 nhưng mà không thể tiêu diệt được cái cỗ máy này các bạn ạ. Nó quá khỏe luôn. Này, các bạn nhìn thấy gì chưa? Chứ còn không thể nói đến các cây level 1 các bạn. Các cây liver mắc của mình mà cũng khó mà tiêu diệt nó này các bạn này. Nó làm tiệt các bạn ạ. Như một máy, cái máy xúc các bạn ạ. Nó đến đâu nó càn quét hết đến đây các bạn. Còn mình phải phòng những cái con Iwick ở đây các bạn ạ. Mất 4 cái xe rồi các bạn ơi. Chết dở. Đấy, các bạn nhìn thấy con zombie. Đấy, con zombie nó cái như cái máy xúc này các bạn này. Này, nó khỏe lắm các bạn ơi. Không ngờ cái con zombie này nó khỏe thế. Ui, cây Iwick của chúng ta khó mà tiêu diệt nó. Ui, nó vẫn còn lên các bạn ơi.
chưa ngừng lại đâu các bạn ơi. Ôi giời ơi, thôi thôi xong, không biết lần đẹo trận này mình có thắng được không, có cản phá được nữa không đây. Kết hợp cả Aiwick và những cây Flan kia chúng ta cũng có thể tiêu diệt được nó nhá. Đây, cố lên cố lên, trận đấu này chúng ta sẽ không sợ không sợ nhá. Rồi vào 5 phút đi. Hay quá hay quá hay quá. Các bạn nên đặt những cái cây Aiwick ở gần ở phía trên đi các bạn ạ, để khi chúng các zombie nó tiến lên chúng sẽ bị tiêu diệt dần dần các bạn nhé, tiêu diệt dần dần đấy. Gần hết rồi các bạn ơi, đợt cuối rồi các bạn ạ. Ui giời ơi, thật là một trận cực kỳ chật vật luôn các bạn ạ. Có cả các zombie ở Steamed các bạn này, gan gan tua bắt đầu lên rồi đấy. Mình không ngại con gan tua bằng cái cỗ máy này các bạn ạ, cái máy xúc này. Tuy nó nhỏ bé nhưng mà rất là khó chơi các bạn ạ. Aiwick của chúng ta phải dùng mấy hàng thì chúng mới có thể tiêu diệt được nó các bạn nhé. Đấy, quá khó luôn. Không ngờ là cái con này nó lại khỏe thế vậy các bạn ạ. May mà mình chọn cái cây Aiwick ở đây chứ không thì chúng ta chắc là ngậm ngùi ăn hành rồi các bạn ạ. Thật sự quá khó luôn. Rồi, xem là còn cái ngày nào nữa không. Đây xem, mình ấn vào ngày 5 xem là có tơ mờ không. Lúc nãy mình có chép mà các bạn ạ. Liệu có không đây? À, cái này thì hình như mình chia sẻ cho các bạn rồi sao? Rồi thôi kệ nó đi, chúng ta cứ vào chơi một trận đã xem thế nào. Mod ở đây ngày 5 nhá. Ok. Ui giời, màu 200 thì cần gì cái này nữa các bạn ơi. Thôi, kia có một con của bên quốc tế rồi các bạn ạ, mà 200. Chính vì thế mà mình sẽ dùng các con khác nhé, con các con yếu hơn để chúng ta sẽ vào trận này cho nó cân bằng các bạn ạ. Đây, chọn bất kỳ con nào đi các bạn ạ, các bạn thích con nào các bạn lựa chọn con ấy nhé. Ok, rồi liệu trong cái trận này của chúng ta có thắng được các zombie không. Đây, rồi tiến độ trận đấu cho nó nhanh lên nhá. Đấy, map rất đẹp luôn, map này như là small thâu các bạn ạ. Rồi zombie đã lên rồi các bạn ơi. Đây, xem liệu nó quán chết không. Ui, bắn là cái gì thế này, bắn đẹp thế. Ui rồi, nhưng mà nó yếu thế các bạn ạ, không đam nổi các bạn ạ, không đam nổi. Thôi mình phải dùng cái này đi. Ui rồi cái gì. Ui, zombie mua lần trâu lắm các bạn ạ. Cây kia không ui nó thằng Garding Bee kia nó còn bắn kìa các bạn kìa, nó còn bắn lại kìa. Chơi chưa. Đấy, nó cũng có súng kìa, chứ không phải là đổ bỏ đi đâu các bạn ạ. Nó cũng có súng kìa. Ui giời, nó mạnh thế. Ghê quá nhỉ các bạn này, ghê quá. Quá mạnh mẽ luôn các bạn. Mình sẽ dùng con này đi. Ui không ăn thua. Hay quá. Tưởng không hạ được nó các bạn ạ. Thằng kia nó có cái lá chắn, cái hình vỏ chai này các bạn này. Đấy, khi chúng ta bắn đến là nó lại úp vào các bạn. Ui, đấy, các bạn nhìn thấy gì chưa? Khi chúng ta bắn đạn là nó lại úp vào nên là nó chắn được đường đạn của chúng ta nhé. Nó khá đông đấy các bạn ạ. Garling Bee của chúng ta khá đông. Đúng, chúng dã hết súng của chúng ta rồi các bạn ạ. Súng của chúng nó bắn cũng ghê gớm quá các bạn ạ. Đấy, ui rồi, các bạn nhìn này, nó tiến lên sát nó cà rồi các bạn này. Rồi, bây giờ làm sao đây? Hay là mất cái xe đây? Phải dùng con này đi. Dùng con này phần 5 phút, liệu nó có hạ được không? Mạnh đấy. Con đấy phần 5 phút, may mà con đấy, có con đấy các bạn ạ. Chứ không thì là toi luôn các bạn nhé. Ui giời, nó phá luôn cái cây cối của mình kìa các bạn ấy. Thằng Garling Bee kia nó mạnh phết. Đam chất đấy. Rồi, để cho chúng mày ăn. Ui giời, các cây BVZ2 của Trung Quốc các bạn. Nó phần 5 phút đi vào 1 nó yếu quá. Yếu quá các bạn. Đấy, may mà có cái cây này M200 các bạn nhé. Chứ không là chúng ta cũng khó mà ăn được cái trong cái màn này các bạn ạ. Lại ngậm đắng nuốt cay đấy các bạn. Rồi, thì hôm nay mình đã review cho tất cả các bạn hai cái bản nhé. Customer Liver, cực chất, cực bá đạo luôn. Và cực hấp dẫn trong phiên bản 9.3.1. Thì các bạn hãy nhanh chóng mà tải về để trải nghiệm nha. Rồi, video của mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một like, share video cho tất cả mọi người cùng biết và đừng quên nhấn đăng ký để không bỏ lỡ những video mới nhất từ kênh Flan Gamer nhé.
Rồi bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chúc tất cả các bạn chơi game vui vẻ.